với những cái mong muốn cao cả của em để tạo ra thật nhiều những cái giá trị để mang tới cho cộng đồng và xã hội. Chính vì vậy, em đã thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp của mình. Và trong doanh nghiệp của em có một cái quỹ bảo trợ trẻ em, và hàng tháng doanh thu của công ty trích một phần để mà có thể hoạt động được cái quỹ này, mang tới cho các em có được một cuộc sống tốt hơn. Và em mong muốn rằng doanh nghiệp của mình trong 5 năm tới sẽ phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh để có được cái nguồn kinh tế và có được những cái tiềm lực để nhân rộng cái quỹ này lên và giúp cho xã hội và bảo trợ cho các em có được một cái cuộc sống thoải mái hơn, để các em có thể yên tâm đến trường và giúp ích được cho đất nước. Chị đọc hồ sơ của em thì chị thấy rằng là em đã chia sẻ giúp đỡ nuôi 3 em bé đến 18 tuổi sau đại dịch Covid, thì em có thể chia sẻ hơn để cho chúng tôi được hiểu rõ hơn được không? Dạ, các em nhỏ thì đều bị mất ba mẹ thì trong trận đại dịch Covid vừa qua. Em nhận nuôi các con đến năm mà các con đủ 18 tuổi, và sau này thì các con có muốn học đại học thì em cũng bảo trợ cho các con để các con có được một cái tương lai rộng mở hơn. Và em cũng mong muốn rằng là sau này mình không chỉ dừng lại ở ba con mà em còn muốn giúp đỡ thêm được nhiều em nhỏ khác nữa. Chính vì vậy mà em luôn nỗ lực để mà có thể thành công trên bước đường sự nghiệp. Ngay bây giờ sẽ là kết quả dành cho bạn. Với Cosmopass thì đồng nghĩa Nhung tiến thẳng vào vòng truyền hình thực tế cùng với tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023. Xin mời nhóm thí sinh tiếp theo. Thử thách của các bạn bắt đầu. Hiện tại tôi đang là chủ của một doanh nghiệp khởi nghiệp đang trên đà phát triển, và giấc mơ Hoàn Vũ chính là một trong những khát khao mà tôi mong muốn được chạm tới. And we are here because we may not born. Xin chúc mừng nhóm chiến thắng là nhóm số 8, Triệu Thiên Trang số báo danh 596, Hoàng Thị Nhung số báo danh 676, Ngô Bảo Ngọc số báo danh 678 và Đặng Trần Ngọc số báo danh 684. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của nhóm cuối cùng, trình diễn swimsuit. Bikini phản quang. Thấy ra đẹp liền đó chị. Em đổ da gà nha. Diễn nho nhỏ ở đầu để cho nhóm có được một cái gì đó thật sự là đặc biệt và mới lạ. Giành được trái tim của ban giám khảo thì cũng có thể mang được cái gì đó sôi động đến với khán giả. Diễn đội hình không thực sự là phải quá cầu kỳ hay là truyền nhiều cái thông điệp khác nhau, mà chỉ cần đơn giản là đều và đẹp là được rồi. Mình tập á, nó khác hẳn cái lúc là mình lên sân khấu. Bạn đã có thêm được cái kinh nghiệm để mà nhóm của Nhung có thể ghi điểm với ban giám khảo, thì Nhung tin chắc rằng các bạn sẽ làm tốt. Từ đầu tiên đó là đã, rất là đã, và tất cả các thí sinh thể hiện đúng tinh thần mà swimsuit nên có. Rất là tuyệt vời khi mà các bạn đem đến màn trình diễn như là trên sân khấu chung kết vậy. You're sexy and you know it. Chị cảm nhận được rằng là cái sự tự tin của tất cả các em khi các em bước ra, các em có khí chất, tạo dáng thôi là thực sự chị đã bắt đầu nổi da gà. Điều này đều rất là khó. Các em thực sự truyền lửa cho chúng tôi. Cảm ơn các em. Ngọc Châu xin chúc mừng. Nhóm chiến thắng trong thử thách lần này chính là nhóm Swimsuit.
Và người xếp hạng đầu tiên là người chiến thắng của thử thách này. Thí sinh đã có phần thể hiện cực kỳ xuất sắc và bạn nhận được tất cả những sự đồng ý cũng như là sự hài lòng và lời khen từ ban giám khảo. Xin chúc mừng Hoàng Thị Nhung, số báo danh 676. Hôm nay niềm vui của Nhung chính xác là nhân đôi. Cái chiến thắng này của Nhung cũng xuất phát một phần nào đó là từ các bạn ở trong team của Nhung. Các bạn chiến thắng mới mang tới cho Nhung có được cái chiến thắng thứ hai. Quan niệm là phụ nữ làm đẹp đã là xưa rồi, hiện nay thì nam giới cũng cần phải làm đẹp. Đây là những cái sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, một cái bộ chống não hóa, dầu gội phủ bạc đen tóc chiết xuất từ 19 loại thảo mộc. Đang nghiên cứu và phát triển thêm những cái sản phẩm khác nữa. Một năm khởi nghiệp, công ty của em đặt ra là sẽ có 1.000 khách hàng và sau khoảng từ 2 tới 3 năm tới sẽ có 2 triệu khách hàng dùng các sản phẩm của công ty và trong đó khoảng 40% trở thành khách hàng thân thiết. Tại sao Nhung lại quyết định lựa chọn là một cái dòng sản phẩm cho nam? Đối với nam giới thì đánh với cái thị hiếu chính là nhanh gọn lẹ. Thời điểm hiện tại thì em thấy nó là một cái sự chính xác. Khởi nghiệp trong năm đầu tiên thì chính là có 1.000 khách hàng thì bây giờ em đã có được một nửa số đó rồi. Nhu cầu của nam giới cũng giống như nữ giới, họ cũng có những cái mong muốn được làm đẹp để có thể tự tin hơn ra ngoài giao tiếp hay trong công việc. Bạn có những cái idea rất là hay, rất là khả thi và rất là phù hợp với cả thời điểm bây giờ. Chị muốn đầu tư vào trong cái sản phẩm của em, investment như vậy là nó bao nhiêu một share? Em cũng muốn nghe chị. Đâu khi chị muốn mua món đồ gì chị phải hỏi giá nó bao nhiêu chứ. Thật sự là đối với em ở thời điểm hiện tại có một người đồng hành đi cùng với em, đó là một cái điều rất là quan trọng. Bởi vì công ty hiện tại thì đang có một mình em thôi, nên là với cái người đồng hành thật sự là rất là quan trọng đối với em. Còn về phần gọi vốn và phần trăm chia thì chúng ta có thể ngồi bàn bạc lại với nhau. Cái hướng phát triển của em cũng khá là hay. Chị nghĩ em sẽ thành công và sẽ phát triển thêm những dòng sản phẩm mới ra nữa. 30 phút của các bạn bắt đầu. Toàn trước rồi đến cận nhá. Đẹp váy chị Nhung ơi. Có gió cho em xin tí gió vậy ạ. Nhung chọn tất cả các bạn sẽ quay riêng ở cái bàn gió trước bởi vì cái đó khó nhất. Ok. Rồi đẹp rồi, đẹp. Lên rồi. Em. Cũng đẹp nha. Đổi mơ, đổi em ra check. Em ok. Check người sang này. Em muốn một tay thôi, còn tay bên kia giữ nghiêng. Nhóm thứ hai có làm việc với nhau rất là nhuần nhuyễn. Các bạn có sự thay đổi nhịp nhàng giữa các thành viên để đảm nhận những vị trí khác nhau. Ngọc lên. Em đây. Nằm đây, mỗi đứa một góc. 5 phút đã trôi qua. Nằm đi chị chỉnh cho. Anh ở giữa xong rồi anh lia từng người giúp em nhé. Chị chỉ quay từ đây hất lên thôi ạ. Nếu mà chụp đầu vào nhau và giữa cái bàn xoay sẽ không có một tính fashion. Nên là Nhung với cả Trần Ngọc tính toán là ba người sẽ xoay vào các góc khác nhau để tạo dáng chơi đùa được với những cái bông hoa ở đó. Nhung nè, good, better. Trời, đỡ hơn rồi nè. Ok, cắt thời gian cho em để bọn em đi thay đồ chút ạ. Thời gian thay đồ bắt đầu. Nhanh, có 6 phút thôi. Thời gian tiếp tục. Em sẽ lướt qua đây, lấy một cánh hoa, phẩy vô chai. Xong em sẽ nhảy một điệu văn pháp về bartender này. Xét quanh có rất là nhiều những góc quay đẹp nên không thể ba người vào trong cái bồn tắm nó được. Nhung đã phân bố vị trí để các bạn có được những thước phim thật sự là tỏa sáng. Cái vòi của cái chai vào giữa lòng bàn tay xíu em ơi. Rồi. Yes, this is good. Nhung khá là bất ngờ bởi cái mùi hương sữa tắm Birite rất là dịu, ngọt và mang hơi hướng những mùi hương của Pháp. Anh ơi, quay mình toàn trước để lấy hết cái logo của thương hiệu nha anh. 2-3 action. Quay ra cam nhìn thổi bọt này chị ơi. Nhóm 2 có cái sự đồng điệu trong diễn xuất. Các bạn có thể đưa ra cái thông điệp một cách dễ hiểu cho người xem. Và nhất là các bạn thể hiện được một cái chất nàng thơ rất là tinh tế. Nhóm 2 ấn tượng đối với Ly là các bạn phân chia công việc một cách rất là rõ ràng. Từng người thay thế và luân phiên nhau để làm tốt cái vai trò và hỗ trợ lẫn nhau. Hoàng Nhung có cái sự chuyên nghiệp của bạn khi mà mình góp ý hay mọi thứ bạn triển khai rất là tốt. Chị rất là surprise, team này rất là hòa hợp với nhau. Thể hiện ra được cái tinh thần self love rất là tốt. Khi mà coi tụi em diễn và di chuyển qua những cái set quay á, tất cả giám khảo đều cảm giác là wow, các bạn này sẽ có rất là nhiều cái footage hay. Và cái challenge của cái team mà có nhiều footage hay á là lựa sao cho nó hợp lý. I will be your shield in the fiercest battle, I'll defend you from all these arrows, and the sword I will keep you from danger. Let me be your shield. I will be your shield in the fiercest battle. I'll defend you from all these arrows, and the sword I will keep you from danger. Tinh túy dưỡng chất Pháp, da nàng ngát hương hoa, Purité. Và kết quả đã có. Xin mời các bạn cùng hướng mắt lên màn hình để biết nhóm chiến thắng là ai.
đang đeo cái cánh khá là to á, mà không biết là tí nữa cái cửa này nó có vừa cho cái đôi cánh của mình không. Diễn ở vị trí vedette vui nhưng mà cũng làm cái áp lực, bởi vì diễn một vị trí quan trọng như vậy, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào mình và mình cần thể hiện phần trình diễn của mình một cách tốt nhất. Cảm thấy hạnh phúc khi mà anh Brian Võ đã đặt niềm tin vào Nhung và trao cho Nhung cái vị trí quan trọng, đấy chính là vedette của đoàn phim. Trang phục không chỉ thể hiện cái sự mạnh mẽ của một chiến binh mà còn là một sự tỏa sáng như những vì sao ở trên bầu trời. Và khi mà mình mặc nó ở trong cái vị trí quan trọng như vậy, mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. 15 năm trước, một cô bé phải đi sửa bát thuê để kiếm sống. Nhưng chưa bao giờ cô ấy từ bỏ đi những ước mơ của mình. Nghịch cảnh và khó khăn trong cuộc sống này cũng không phải là trở ngại khiến cô ấy ngừng nỗ lực trên bước đường phát triển bản thân và sự nghiệp. Và ngày hôm nay, sau 15 năm, lại một lần nữa, cô bé ngày nào được tỏa sáng trên bầu trời của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và để chứng minh cho thế hệ trẻ thấy rằng xuất phát điểm không quyết định cho sự thành công của chúng ta. Tôi nỗ lực, tôi thành công. CEO, nhà sáng lập nên thương hiệu dành riêng cho nam giới, Madonna for Men, Hoàng Thị Nhung, thủ đô Hà Nội. Phần trình diễn của thí sinh đến từ Hà Nội với số báo danh 676, Hoàng Thị Nhung. Hãy cùng chào đón thí sinh Hoàng Thị Nhung với số báo danh 676. Hoàng Thị Nhung đến từ thủ đô Hà Nội, hiện tại đang là CEO một công ty khởi nghiệp. Cô luôn muốn bản thân trở thành hình mẫu phụ nữ truyền cảm hứng đến thế hệ phụ nữ trẻ, dám nghĩ, dám làm, không để bản thân bị xiềng xích bởi các định kiến xã hội, theo đuổi ước mơ và tạo ra những giá trị để làm đẹp cho thế giới xung quanh. Thí sinh tiếp theo Hoàng Thị Nhung với tác phẩm Lạc Thần Vị Lai, được cảm tác dựa trên biểu tượng chim lạc, thể hiện cho khát vọng và muốn bay xa, bay cao hơn nữa của con người Việt Nam. Hình ảnh nữ tướng thời hiện đại khoác trên người chiếc áo dài tương lai, mong muốn truyền tải ý nghĩa là cho dù thời gian có như thế nào đi nữa, thì những giá trị cốt lõi mãi bền vững và được lưu giữ mãi về sau. Thí sinh tiếp theo ghi tên mình vào top 16. Xin chúc mừng Hoàng Thị Nhung, số danh 676. Bây giờ là sự xuất hiện của thí sinh Hoàng Thị Nhung, số báo danh 676. Tiếp theo xin chúc mừng thí sinh Hoàng Thị Nhung, số báo danh 676. Và bây giờ là phần dự thi của thí sinh Hoàng Thị Nhung, số báo danh 676. Và tiếp theo, xin chúc mừng thí sinh Hoàng Thị Nhung, số báo danh 676. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh Hoàng Thị Nhung, số báo danh 676. Xin mời bạn cùng bốc thăm câu hỏi trong thùng phiếu. Câu hỏi dành cho Hoàng Thị Nhung: hình tượng nữ lãnh đạo mà bạn hướng tới có những phẩm chất nào? Một phút dành cho bạn, bắt đầu. Là một cô gái đang trên bước đường khởi nghiệp và thành lập lên một doanh nghiệp, cũng như là tạo ra một thương hiệu có tên là Madonna for Men, chuyên dành cho nam giới. Đối với Nhung thì một nữ lãnh đạo chính là những phẩm chất tự tin, mạnh mẽ,
kiên cường và luôn đối diện với những khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc sống này, cũng như là đưa doanh nghiệp của mình phát triển. Có thể khởi nghiệp không phải là con đường duy nhất đưa chúng ta đến tới được con đường thành công, nhưng khởi nghiệp chính là đang giúp phụ nữ mở ra những con đường, những cơ hội phát triển mới, tạo ra cho mình những thử thách mới và giúp nâng cao những vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện nay. Khởi nghiệp giai đoạn đầu có thể không phải, có thể trải qua rất nhiều những khó khăn và nghịch cảnh, nhưng hãy coi nó như là những bài học và là những trải nghiệm tạm thời để đưa chúng ta tới được những con đường thành công như là chúng ta mong muốn. Xin cảm ơn. Top 2 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023 ngay lúc này. Xin gọi tên thí sinh. Hoàng Thị Nhung, số danh 676. Giải Người Đẹp Áo Dài xin được chúc mừng thí sinh có số báo danh 676 Hoàng Thị Nhung. Chúc mừng thí sinh Hoàng Thị Nhung đoạt ngôi Á hậu Hoa hậu Vũ Việt Nam 2023. Chúng tôi xin kính mời Á hậu Lê Thảo Nhi, Lê Chào Sars và Che Fitting the Tiara. Xin kính mời bà Che Alena, đại diện nhà tài trợ vàng, trao mock-up sản phẩm dịch vụ của nhà tài trợ trị giá 100 triệu và trao mock-up tiền thưởng từ ban tổ chức trị giá 150 triệu. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Khải Hoàng, đại diện nhà tài trợ chính, đại diện sẽ cùng trao thẻ tín dụng hạn mức là 200 triệu và hoa. Hoàng vũ Việt Nam 2023, Hoàng Thị Nhung. Một tràng pháo tay cho Hoàng vũ Việt Nam 2023, Hoàng Thị Nhung.